Nam nợ đằng duyên chứ là Nam mô A Di Đà Phật, không Phật Di Đà Bà Phật Quan Âm. Con đến đài Hà Nội mà nó ra đài thành phố, đến đài thành phố mà nó ra Hà Nội. Quýnh banh thì trên cũng thua mà dưới cũng thua. Nam mô A Di Đà Phật, Phật có đủ mọi cơ cơm. Kể từ đây con không dám đánh bài cờ bạc nữa, con chỉ biết tu hành. Trời ơi, nói không có chịu tôi mà tưởng gì lấy áo tôi mặc làm sao ta. Nam mô A Di Đà Phật, đang tụng kinh sám hối, hãy giữ gìn trật tự yên lặng. Chịu đèn rồi mà quỷ dễ sợ. Nam mô A Di Đà Phật. Phật ơi, con đang sám hối mà nó làm cái gì vậy Phật ơi? Nam mô A Di Đà Phật. Phật ơi, con đang tụng kinh mà cái gì nó đụng lên đầu của con? Chú tiểu thấy thương quá hả? Thương ghê vậy đó hả? Chắc lần này chấn thương sợ não quá Phật ơi. Chú tiểu ơi. Nam mô A Di Đà Phật, con là người phàm mắt thịt, nó làm như vậy con phê. Chịu em đi, em mua điện thoại cho chú tiểu nha. Nam mô A Di Đà Phật, mặc dù đáng mang nợ nhưng không xài cùi bắp mà xài iPhone. Tưởng gì chuyện nhỏ như con thỏ chú tiểu ơi. Chú tiểu thích xe gì nói em mua cho nè. SHI. Có luôn chú tiểu ơi. Không ai chú tiểu về biệt thự ở chung với em nha. Má ơi, trước cổng chùa má quậy kiểu này, về biệt thự ai chịu nổi má ơi. Chú tiểu kỳ quá à. Nhưng mà người ta có điều kiện à nghe. Nói thử nghe coi. Hồi nhỏ tôi có làm lỡ, tôi có đứa con, không may chú tiểu về làm cha của đứa bé giùm em nha. Nam mô A Di Đà Phật, đừng lấy tiền tài dụ dỗ kẻ đáng mang nợ. A Di Đà Phật. Vậy là bây giờ chịu không? Không. Không chịu thì thôi, bất bại đi về. Anh sẽ vì em làm cha thằng bé. Thấy chưa, tiền tài vật chất trước mặt thì làm sao mà bỏ lỡ được. Với lại tôi ngon quá mà. Tỉnh luôn rồi trời. Bây giờ cho tôi xin một phút tâm sự rồi đi được không? Cho luôn. Anh trai, nợ nó dí quá, chịu hết nổi rồi. Cái kèo này thơm, vớt rồi này được không? Làm luôn ha. Rồi sau khi ra khỏi cổng chùa mình làm đám cưới đi. Làm đám cưới liền luôn anh ơi. Đi mình. Sao thế? Sao la to thế? Quỷ già! Chú tiểu đâu? Chú tiểu nào? Chú tiểu.